lại và sẽ được gửi lên cái fanpage IELTS Thầy Alex. Đó thì chúng ta hãy cố gắng follow fanpage của thầy, follow TikTok của thầy Alex. Và lịch livestream của thầy sẽ từ thứ 2 đến thứ 6 vào lúc 11 giờ sáng hàng ngày. Chúng ta hãy lên đó ủng hộ thầy Alex nha mọi người. Và mỗi ngày thầy sẽ cố gắng đi qua một cái kỹ năng. Hôm nay chúng ta sẽ quay lại kỹ năng reading, yeah, kỹ năng đọc đúng không? Có rất nhiều bạn ghét đọc đúng không mọi người? Thầy cũng là một người rất là ghét đọc luôn. Thầy không thích đọc đâu. Đó. Nhưng mà phải làm đúng không? Không thích nhưng mà phải làm mà. Nào nhìn câu hỏi nhé. Đây một cái dạng câu hỏi rất là dễ đúng không mọi người? Dạng trả lời câu hỏi này. Để thầy để này sang một bên nào. Ok, chúng ta cùng nhìn dạng trả lời câu hỏi với thầy Alex xem mọi người nhé. Câu hỏi số 1 này mọi người. Quy định của nó là gì? No more than 3 words, được không? Không được quá mấy chả? 3 từ nha mọi người nhá, để ý nhá. No more than 3 words and or a number, đúng không? Không được quá 3 từ và 1 chữ, đúng không mọi người? Đó, để ý nhá. Rồi, quyền câu số 1 này. Who suggested the name Everest is be used to refer to the mountain? Ai là cái người gợi ý cái tên Everest để sử dụng gì? Để sử dụng, để nói về cái dãy núi đúng không mọi người? Đúng không? Đó, rất là dễ đúng không? Bây giờ chúng ta sẽ tìm cái tên người thôi. Cùng đọc nào mọi người, cái keyword nó thì liên quan đến gọi là đặt tên Everest đúng không? Dễ đúng không mọi người? Cùng nhìn từ đầu nhá. The mountain Everest known as cái gì gì đó này. Rồi 8.000 độ cao này. The highest mountain này. Form 60 triệu năm trước này. Lying between the Tibet and Nepal này. Ở đất nước Tibet và Nepal này. Mount Everest appeals to thu hút climber, những cái người leo núi ở nhiều cấp độ này. From the noise experienced climber, each mountain pay a considerable amount of money to experienced guide to help them. Ok, rồi chi trả rất là nhiều tiền. Chúng ta chỉ quan tâm là cái tên của nó đúng không? The name Everest. Never given. À, trời ơi. Đọc cái câu này giúp thầy nào mọi người. Đáp án ở đây này mọi người ơi. Đọc nào mọi người, cho thầy đáp án nào cả nhà. Come on guys, quá dễ luôn. Câu số 1 nào, đáp án sẽ là gì nhỉ? 3, không được quá 3 chữ nha mọi người nhá. Ôi trời, cái tên nó là gì đây? Everest được đưa cái tên chính thức của nó, tên tiếng Anh chính thức của nó vào năm 1998 bởi một cái gọi là hiệp hội này này, dựa theo cái gợi ý của ông. Trời, đáp án là gì mọi người? Nó quá dễ luôn đấy mọi người. Đáp án sẽ là gì nhỉ? Cái ông nào gợi ý cái tên này đây? Ông nào kia? Andrew Wild đúng không mọi người? Ông Andrew Wild đúng không cả nhà? Có phải không? Dễ đúng không mọi người? Khi đi thi chúng ta cứ viết hoa hết cho thầy nha mọi người nhé. Andrew Wild đúng không cả nhà? Quá là dễ luôn. Nào mọi người, không ai làm được bài này à? Tương tác với thầy Alex nào mọi người. Sao thế? Khó thế. Recommendation nó bằng paraphrase to suggest đúng không mọi người? Đó, dựa theo cái sự gợi ý, sự khuyên. Sự khuyên đúng không? Của cái ông này, lời khuyên của ông Andrew đúng không? Ông Andrew gợi ý cái tên Everest đúng không? Đó, dễ đúng không mọi người? Câu số 2 nha cả nhà nhá. Which country prevented explorer climbing Everest until 1920? Cái đất nước nào mà gọi là chặn những cái người thám hiểm leo lên Everest cho tới năm 1920? Cái dữ liệu 1920 rất là rõ đúng không? Chúng ta nhìn phát thấy ngay 1920 này. Đó, thì chúng ta chỉ cần đọc cái đoạn này thôi. Ôi trời ơi, nobody was able to climb Everest until 1920 when Tibet first opened its borders between. Ok, mọi người đọc cái câu này và cho thầy đáp án nào mọi người. Cái đất nước nào mà cấm những cái người leo núi Everest cho tới năm 1920 nhỉ? Câu này người ta nói gì đây? Không ai được trèo Everest cho tới năm 1920 khi mà cái Tibet này, đất nước Tibet mở cửa border, mở cái gọi là biên giới đúng không? Mở cửa biên giới cho những người nước ngoài vào đúng không? Đáp án sẽ là Tibet đúng không mọi người? Nước Tibet đúng không? Thầy không biết nước này là gì cả nhưng mà chúng ta chỉ quan tâm đáp án đúng hay không thôi đúng không? Đó, được chưa? Nhiều khi làm IELTS reading ấy, nó là cái độ hiểu cái kỹ năng đọc chứ không phải là hiểu bài đó. Không cần phải quá hiểu, chúng ta vẫn làm được. Hiểu 70-80%, 90% thì chúng ta đã làm được đúng rồi đúng không? Sorry, cái mặt thầy nó hơi bị phản nắng đúng không mọi người? Hôm nay trời nắng nó rất là thích đúng không? Nhưng mấy hôm trời lạnh kiểu thầy lúc nào cũng bị sụt sịt ấy. Mặt thầy nó hơi bị kiểu như là bắt nắng một xíu. Ok, tiếp nha, tại vì cái chữ ghế của thầy đáp án phải viết hoa à? Thầy không em ạ. Thầy đi thi, thầy bảo các em là chúng ta cứ viết hoa được.
IELTS người ta không quan trọng viết hoa hay viết thường, trong khi thi listening và reading chúng ta viết hoa được. Nhiều khi đọc làm xong bài vẫn không hiểu bài nói gì. Đúng rồi đó em, đúng rồi đó, đúng rồi đấy. Nhiều khi đã bảo là mình chỉ cần làm đúng thôi mà, đúng không? Bởi vì có nhiều chỗ chúng ta để ý này, cái phần này nhiều khi chúng ta không phải đọc chúng ta vẫn làm được, đúng không? Bởi vì đáp án nó ở đây mà, đúng không? Đó. Yeah. Nào câu tiếp theo nha mọi người. What has not yet been recovered? Cái gì mà không được gọi là phục hồi, đúng không? Yeah, cái gì mà chưa được phục hồi. Đó, đúng không mọi người? Đó, recover này có rất là nhiều nghĩa mọi người nhá. Recover, phục hồi hoặc là gọi là tái tạo cũng được đó, có thể là thế, tái tạo cũng được đó. Rồi, chúng ta xem là cái gì chưa được phục hồi hoặc là tái tạo, đúng không? Keyword đó là recover, đúng không mọi người? Và cái từ recover này rất là dễ để paraphrase luôn. Cực kỳ dễ để paraphrase luôn. Tiếp nha. Chưa được phục hồi nhá. Tới năm 1920, năm 2 này, fail to reach a trip. À, có một số cái nhà thám hiểm fail này, cuộc thám hiểm fail này, thất bại này. The mountain has a sister. Listening, không biết hoa tên riêng đầu. Tên riêng phải viết hoa, cái chữ cái đầu tiên nha em nhé. Nhưng mà thực ra thì thầy nghĩ là cái đấy người ta chấm bằng máy tính, chứ là người ta không để ý lắm đâu. Nói chung là để chắc, chắc cốp ấy, đúng không? Với mình cũng không biết là có được bị trừ điểm hay không, cho nên là để chắc cốp chúng ta viết hoa hết đi. Như thầy bảo đi vào phòng thi, bật cắp lóc lên, viết bài. Đó. Bật cắp lóc lên làm bài, thế thôi đúng không? Còn khi mà làm đến tên riêng, ví dụ đi thi viết thì đã là tên riêng thì đi viết hoa đi đúng không? Yeah. Tiếp này mọi người. Cái gì chưa được tìm ra đúng không? What events? Đó. Rồi cái tỷ lệ chết đã được giảm này. Rồi tuy nhiên mà năm 1960 19 người chết này. Chúng ta chỉ nhớ là cái dữ liệu chúng ta cần tìm là cái gì chưa được tìm ra, đúng không? Danh từ, câu số 3 sẽ là một cái danh từ. 1924 này. The Life First Climber. Cái đỉnh Everest đã lấy đi mạng sống của hai cái người leo này. Nó hai cái người này, đúng không? Người Anh Quốc này. Để chạm đỉnh này. The man was last seen heading to a top mountain under clouds around and they disappear này. Was not seen again until 75 sau. À, cái body, cái thân xác của bạn Maury này thì đã tìm đến 75 năm sau này, vào 1999 này. Trong khi Ivy Bond này. À, rồi, nào. Cho thầy đáp án nào mọi người, thầy đã thấy đáp án rồi nào. Đáp án cái câu này sẽ là gì nhỉ? Đọc cái phần này và cho thầy đáp án này cả nhà. Cái gì chưa được tìm ra, đúng không? Recover đây là tìm ra, đúng không? Đó. Cái từ này như thầy bảo nó chưa có rất là nhiều nghĩa. Recover, để phục hồi này, đúng không? Nhưng ở trong bài này, cái gì chưa được tìm ra? Cái gì chưa được tìm ra nào mọi người? Đọc cái câu này chưa được tìm ra nào. Cái gì nhỉ các cháu nhỉ? Yeah. Nào mọi người, come on guys. Cái gì chưa tìm ra nhỉ? Mallory body đã được tìm ra rồi mà. Ủa sao thế? Sao thế Thùy Linh? Cái này nó bảo là Mallory body đã được tìm ra cho tới 75 năm sau, vào năm 1999 là đã tìm ra rồi. Còn cái gì chưa được tìm ra đây? Irving's body is yet to be found. Yet là chưa được, đúng không? Chưa được tìm ra, đúng không? Bằng cái từ yet này, đúng không? Đó. Câu này mà sai, đúng không? Câu này sai là quá là phí luôn. Yeah, viết hoa hết, đúng không? Irving viết y hệt như nó này. Body, thân xác của ai? Irving, đúng không? Đó. Body, Irving's body, đúng không? Đó, được chưa? Nào, câu số 3 nhá. Web này là gì ạ? IELTS online test nha em. Câu số 4 nha mọi người, câu số 4 này. Oops, sorry guys. Nào, câu số 4 này. What was not found on Mary Mallory's body that indicate he may have reached the summit? Cái gì chưa được tìm ra trên cơ thể của cái Mallory này, của cái bạn Mallory này mà thể hiện rằng anh ấy có thể đã chạm được tới đỉnh. Được chưa? Chúng ta phải xem cái danh từ, đúng không? Cái danh gì mà chưa được tìm ra. Đó mà thể hiện rằng anh này đã chạm tới đỉnh. Đó, câu số 4 nhá. Đó, cùng xem tiếp này. Cái gì chưa được tìm ra, đúng không? À, có một bạn cho thầy là đáp án là photograph, đúng không? Ok, để cùng xem nhá. Cùng xem thêm là gì nhá. There's no evidence as to whether this man have made it to the top or not. Không có một cái chứng cứ gì đã cho rằng hai cái người này đã đến đỉnh hay chưa. Yeah. Mặc dù có nhiều tranh cãi này, đúng không? Those believe he the pair was first climbing to do so. A married daughter always said that Mary carried a photograph of his wife, the person with the intention of leaving it on the summit until he reached it.
This photo was not found on... À, ok. Đây rồi. Đọc câu này và cho thấy đáp án nào mọi người. Nào. Yeah, IELTS online test đúng không? Nào. Cho thấy đáp án là mọi người đọc cái câu mà thầy vừa bôi lên thì đáp án sẽ là gì nhỉ? Cả nhà nhỉ? Yeah. Con gái của Mallory này thì luôn luôn nói rằng này, Mallory sẽ mang một cái bức ảnh của vợ ông ấy trên người với cái ý định là sẽ để lại nó ở trên đỉnh khi mà anh ấy đặt tới nó. Nhưng gì đây? Cái ảnh, bức ảnh này thì không được tìm ra trên body của anh ấy khi mà nó được phát hiện. Yes. Vậy đáp án sẽ là gì nhỉ cả nhà nhỉ? Yeah. Đúng không? Đúng không? Cái bức ảnh là để thể hiện gì? Cái thức ảnh, bức ảnh nó thể hiện là anh này sẽ được đến cái đỉnh rồi, đúng không? Đúng không? Đó, đâu ông ấy ý định là ông ấy để cái bức ảnh đấy. Hello Ngọc nha em, hello em. A photograph đúng không mọi người? A photograph, nhớ nhá, người ta viết y hệt như này là a photograph đúng không? Đó, a photograph. Viết y hệt người ta viết gì? Nắng không thầy ơi, có nắng em, quá nắng luôn ấy. Nhưng mà thực ra thì kiểu ngoài Bắc nó đang lạnh cho nên là thầy thấy thích nắng như này này. Nó ấm mọi người ạ. Kiểu sáng nay thầy có một cái lớp dạy buổi sáng ấy, 7 giờ sáng ấy, thầy dạy lạnh lắm, dạy sáng lạnh lắm. A photograph đúng không mọi người? Dễ đúng không mọi người? Yeah. Trời nắng thích mà đúng không? Nó ấm mà đúng không? Nó mùa hè thì hơi khó chịu thôi nhưng mà mùa đông thì nó rất là ấm. Ok, nào tiếp nha, câu số 5 nha cả nhà. Dễ đúng không mọi người? Bài này làm dễ mà. Ai đã được chụp ảnh này ở trên đỉnh của cái mountain này? À, ai được chụp ảnh nhá? Vậy cùng xem ai nha, đáp án sẽ là một cái người nào đấy đúng không? Cùng nhìn tiếp này. Secondly, Mary's notebook was in pocket when he bought it was found, indicating he died at the night. He and Evan had made a push to submit within the next day. Even though, okay, nói không nói gì đến ai được chụp ảnh này. The first time actually pick of this mountain, à, cái lần đầu tiên mà được đạt ở cái đỉnh này. Mic hơi nhỏ đúng không thầy? Mic thầy to lắm rồi đấy em. Yes. Em để mắc volume giúp thầy nhà em. Giờ mic thầy thầy để gọi là full volume trên máy tính rồi đấy. Yeah. Full volume rồi nha em. Nick mic này còn nhỏ nữa. Trời. À, cùng xem ai được chụp ảnh trên cái đỉnh nha. À, là cái người đầu tiên mà được đặt ở cái đỉnh này là hai ông này đúng không? Ellerin và Norway này. Và 29 này này. Giờ hai cái cặp đôi này, The Two này. Cặp đôi đúng không? Đã gọi là đạt ở cái đỉnh này này. Và hai cái spoil này. After... À, người ta cũng có đi tìm nhá. After, sau cái cuộc tìm kiếm gọi là của cái ông Mallory mà năm 1924 này, thì họ bury across, họ chôn một cái gọi là cây thánh giá và xăm cái một vài cái kẹo ở trong tuyết đúng không? Yeah. Mic thầy có nhỏ không mọi người? Mic này mà còn nhỏ nữa trời. Yeah. Đấy, xem lại loa của em nha em nhé. Yeah. Mic này còn nhỏ nữa. Thầy xem lại trên YouTube những cái bài recap của thầy, mic to nha em nhé. Yeah. À, đáp án sẽ là gì đây? À, đây này, chúng ta đọc cái câu này này. Đây đúng không? Và taking few photographs of historic event, chụp một vài cái bức ảnh này. À, Norway thì không biết sử dụng máy ảnh này, cho nên không có một cái there was no à, cho nên không có một cái bức ảnh nào của Harry ở trên đỉnh, chỉ là bức của Norway. Ok, đáp án là ai nhỉ mọi người? Cảm ơn Michio nha em. Yeah. Mic nghe nhỏ thiệt á mọi người, để thầy xem lại cái mic của thầy nha cả nhà. Mic của thầy ấy mà, thầy chỉnh mic chuẩn rồi mà. Hello mọi người. Rõ hơn chưa cả nhà? Rõ chưa? Nghe ok mà đúng không? Yeah, nghe ok đúng không? Để thầy xem là cái này của thầy xem mà. Hello mọi người. Trời ơi, cái này với trên điện thoại của thầy nghe tốt lắm rồi mọi người nha. Trên điện thoại thầy nghe tốt rồi đúng không? Nghe bình thường mà. Nào, vậy đáp án sẽ là gì nhỉ? Ai được chụp ảnh nhỉ? Cái bạn Norway này bạn không biết dùng máy ảnh cho nên là không có bức hình gì của Hillary đúng không? Nhưng mà chỉ là có just shot of Norway thôi. Yeah, bức ảnh của gì có mỗi Norway thôi đúng không? Trời ơi, phí nhỉ đúng không? Lần đầu tiên leo lên đỉnh của Everest mà lại cái anh bạn kia anh không biết chụp ảnh đúng không? Đúng không? Thế là Hillary bạn lại không có một cái bức ảnh nào cả. Chỉ có bức ảnh của Norway thôi đúng không? Yeah, đúng không? Yes, đáp án là Norway nha mọi người nha. Norway đúng không cả nhà? Ok, thank you me too nha em. Thank you nha. À, tiếp nha cả nhà, tiếp nha mọi người. What was the name of Hillary's charitable organization? Cái tên của gọi là tổ chức từ thiện của Hillary đúng không? Cái tên của tổ chức từ thiện Hillary là gì đúng không? Cái này dễ này. Tìm một cái tên rất là dễ luôn, chúng ta cùng nhìn nhé. Scan thật là nhanh nhé. Cái gì liên quan đến tổ chức từ thiện đúng không?
Hillary được gọi là được là trao gọi là trao gì đây anh nhỉ? Gọi là được trao quyền gì từ Anh quốc đúng không? Từ vương vương quốc Anh đúng không? Yeah. Phong gì đấy đúng không? Phong hiệp sĩ hay gì đấy đúng không? Đó. He continue organize further mountain climbing. À đây là tổ chức ấy này, tổ chức leo trèo này. Đây là ông này quay về Nepal để hỗ trợ cái sự phát triển của giáo dục, trường học, bệnh viện này. Sau khi conquer Everest. Ha, rồi, đây rồi. Yes, now. Tổ chức từ thiện của ông này tên là gì đây mọi người? Nào, cho thầy đáp án nào mọi người. Sau khi mà đạt được Everest thì cái ông này, Hillary này đã dành hầu hết toàn bộ cuộc đời này để giúp đỡ những người Sherpa ở Nepal này qua cái gì đấy? Trời ơi. Qua cái gì đây mọi người? Đáp án sẽ là gì cả nhà? Tổ chức từ thiện của Hillary tên là gì? Tên là Himalaya Trust đúng không? Đó. Này dịch lại nhá. Sau khi đạt được Everest thì ông này đã gọi là dành hầu hết toàn bộ cuộc sống của ông ấy để giúp đỡ những người Nepal đúng không? Qua cái quỹ Himalaya Trust đúng không? Đáp án sẽ là khi viết như đọc nhá, Himalayan đúng không? Trust. Đó. Được chưa? Himalayan Trust được cho mọi người đó. Yes. Ok. Sorry mọi người, kiểu chỗ thầy bên hàng xóm kiểu họ đang đàn ma ấy mọi người, cho nên là kiểu có thể nghe tiếng nhạc ấy mọi người. Nên chúng ta thông cảm với thầy nha mọi người nhá. Yeah. Nghe có nghe thì tiếng đúng không? Có nghe thì tiếng nhạc đàn ma đúng không mọi người? Đó. Yeah. Thầy hàng xóm có người mất ấy. Đó. Himalayan Trust đúng không mọi người? Đó. Ok mọi người, dễ đúng không cả nhà? Cùng làm câu tiếp nha mọi người, dạng true false not given nha cả nhà, rất là dễ luôn, true false not given. Nào, câu này này, câu 7 này mọi người, cùng làm câu 7 với thầy nhé. Mortality rates on Everest have consistently declined since 1990. Cái gì? Mortality là kiểu tỷ lệ thương vong, ấy, tỷ lệ tử vong. Ấy. Tỷ lệ tử vong ở trên đỉnh Everest thì đã giảm dần kể từ 1990. Được chưa? Vậy keyword nó là gì? Tỷ lệ tử vong, chúng ta sẽ tìm cái đoạn gì với cả năm 1990 nữa đúng không? Đọc cái gì đó liên quan đến tỷ lệ tử vong nhé mọi người. Hình như nãy chúng ta đọc đến rồi đúng không mọi người? Đây, rồi, thầy thấy rồi. Đây, nào, đọc câu này với thầy nào. À, đọc câu này và thử cho thầy đáp án nào. Thầy bôi màu khác nhé, cho đỡ loạn nhé. Màu xanh nhé mọi người nhé. Bôi màu xanh nhé. Nào, chúng ta đọc câu này xem là người ta còn nói là tỷ lệ tử vong đã giảm dần, giảm đều kể từ năm 1990 chưa? Giảm đều nhé mọi người nhé. Đó. Mortality rates đúng không? Đọc câu này nào. The fatality rates have dropped từ 37 xuống còn 4% vào 2004. Tuy nhiên, cái gọi là năm chết chóc nhất của Everest đó là năm 1996 khi mà có 19 người chết gần đỉnh. Vậy đáp án sẽ là gì mọi người? Đó. À, true false not given nha, không có no nha em. Nó là dạng true false not given nha. Yeah, đáp án sẽ là gì nhỉ? Nào, người ta trong cái đoạn này người ta có nói là nó sẽ giảm dần đều không từ năm 1990 không? Nó bảo là cũng giảm đúng không? Từ 37 xuống 41, từ 4% 2004 đúng không? Tuy nhiên vào năm 1996 đúng không? Giữa cái thời điểm đó thì có một cái năm chết chóc là nó lại tăng vọt đúng không? Đáp án là false đúng không mọi người? Sorry nhầm. Bởi vì nó không giảm đều đúng không? Người ta sử dụng là giảm đều. Đây có giảm đều đâu, đang giảm thì tự nhiên năm 1996 lại nhôi lên tận 19 người chết đúng không? False đúng không cả nhà? Dễ không mọi người? Quá là dễ đúng không? Chúng ta biết tại sao dễ không mọi người? Tại vì chúng ta làm cùng với thầy Alex nha mọi người. Đó. Nào tiếp cho mọi người nha, làm câu số 8 giúp thầy nhá. Hillary found evidence of Mallory expeditions. Cái ông Hillary này đã tìm ra bằng chứng của Mallory, cái cuộc thám hiểm của Mallory. À, nhớ không nhỉ? Nãy mình đọc cái đấy rồi nhá. Bây giờ phải tìm cái đoạn mà Hillary đi tìm kiếm ấy. Đây đúng không? Nãy cái đoạn này đây đúng không? À, Hillary đi tìm kiếm đúng không? Đây rồi, yes. Đây rồi. Nào, đọc cái câu này giúp thầy nào. Đọc câu này nào, màu xanh lấp nước biển nào, blue nào. À, đọc cái câu này và thử cho thầy đáp án sẽ là gì nhỉ? Cả nhà nhỉ? Thử xem nào. Hillary này đã tìm kiếm bằng chứng của cuộc thám hiểm Mallory của Mallory đúng không? After a brief but fruitless search for evidence of Mallory expedition,
Fruitless, à, cái keyword ở đây đó là fruitless. Fruitless, fruit là hoa quả, less là không, đúng không? Có nghĩa là không có trái ngọt. Sau một cái cuộc tìm kiếm này, search này, đúng không? Sau cuộc tìm kiếm gọi là qua, đúng không? Qua loa, đúng không? Nhưng không có trái ngọt, nhưng không có kết quả đấy, đúng không? Sau cuộc tìm kiếm không có kết quả cho cái bằng chứng của cái Mallory, đúng không? Thì họ đã chôn một cây thánh giá mà họ đã chôn vài cái kẹo vào trong tuyết, đúng không? Đó. Vậy đáp án sẽ là gì nhỉ cả nhà? Họ có tìm ra được bằng chứng này không? Có tìm ra được không ạ? Không, đúng không? Người ta không tìm được, đúng không? Mà trong cái mệnh đề người ta bảo là đã tìm ra, đúng không? Không tìm ra, vậy là ngược lại nhau, đó là false. Đáp án là false, đúng không? Yeah. Hiểu đoạn này đúng không cả nhà? Chúng ta hiểu đoạn này đúng không? Đó. Tiếp nha mọi người nha, hôm nay làm bài rất là dễ đúng không? Hoặc là chúng ta đã lên trình ấy mọi người, chúng ta làm rất là tốt luôn mọi người ạ. Đó. Well done guys, well done people. Tiếp này, câu số 9 này mọi người. Photographs were taken from the summit as proof of Hillary and Norway claim. À, những bức ảnh này đã được chụp từ trên đỉnh như là một bằng chứng cho cái cuộc leo trèo của Hillary và Norway đúng không? Nào, đọc cái câu này này, đây là ngay cái đoạn này luôn này mọi người. Đây đúng không? Ôi, ngay đoạn này luôn nào, đọc cho thầy đoạn này ra đáp án này. Dễ đúng không cả nhà? Photographs, một vài bức ảnh này nhìn xuống dưới ngọn núi này đảm bảo rằng trời ơi, thầy mà dịch ra là ai cũng làm được luôn ấy, chúng ta tự đọc và cho thầy đáp án trước nào mọi người. Comment đáp án cho thầy Alex nào mọi người. Đáp án là gì mọi người? Yeah. Thế có thể điền T hoặc là F cho nhanh nào. Chú đúng không mọi người? Trời ơi, nó dễ lắm luôn đấy. Một vài bức ảnh này nhìn xuống núi này để đảm bảo đây là bằng chứng cho cái gọi là cuộc conquest, nó giống như cuộc gọi là chinh phục, và nói rằng cái này nó không phải là fake, không phải là ảo đúng không? Chú đúng không mọi người? Chú đúng không? Well done. Nào, câu số 10 nha mọi người nhá, làm bài số 10 với thầy nhá. Cả hai Hillary and Norway received recognition of their achievement from Britain. À, đúng không mọi người? Cả hai Hillary và Norway này được nhận cái công nhận cho cái thành tựu của họ từ Anh Quốc, đúng không? Nhận được sự công nhận cho thành tựu của họ từ Anh Quốc. Đó. Chúng ta cùng đọc xem hồi nãy thầy có đọc còn liên quan đến gọi là được thăng là hiệp sĩ đây này. À, cùng xem đoạn này đúng không? Ok rồi. À, cả cái ông Norway cũng được này mọi người. Ok rồi, nào đọc cái phần này cho thầy nào mọi người, đáp án sẽ là gì nhỉ? Đọc cho thầy cái phần này nào. Khi mà cái thông tin đã tới London vào ngày 2 đúng không? Thì Hillary này được gọi là phong làm hiệp sĩ theo cái lệnh của cái gì đấy này. Và Norway thì được gì? Được granted, cũng được trao cái gì đó, giải George Maiden này bởi Anh Quốc. À, vậy là gì, đáp án câu số 10 là gì ạ? Cả hai người này có được nhận được sự công nhận không? Nhận được sự công nhận cho thành tựu của họ không mọi người? Cả hai người có được không nhỉ? Có đúng không? Chúng ta đọc cái câu này nó vừa nói này đúng không? Khi mà cái tin tức đã tới London vào ngày 2 đúng không? Thì Hillary này thì được trao là hiệp sĩ. Và Norway thì cũng được trao cái gì đó. Thầy không biết cái này là cái gì, đúng không? Đại loại là granted là được trao đúng không? Đó đúng không? Oops. Norway cũng được trao một cái gì đó bởi Vương quốc Anh đúng không? Ta bảo là true, quá dễ luôn. Câu này không được sai nhé các cháu nhé, không được sai nhé. Nào câu cuối, à câu 11 nè mọi người. Thầy không kéo được xuống nữa rồi nhé, nó hết cỡ rồi nhé. Hillary was the first person to reach the South Pole by mechanized transport. Hillary là người đầu tiên, cái từ người đầu tiên là hơi nghi đấy đúng không? Hillary là người đầu tiên mà tới gọi là cực nam đúng không? Bằng một cái phương tiện mechanized đúng không? Đó. Mechanized giống như kiểu là gọi là gì nhỉ? Phương tiện nó kiểu gì ta? Thôi đại loại chúng ta cứ hiểu nó như kiểu là cơ khí, cơ học đấy mọi người đó. Thì chúng ta cứ đọc xem nó có cái nói gì đến mechanized không nhá. Và cái keyword là South Pole đúng không? Tới cực nam đúng không mọi người? Hillary quay ra một cái cuộc thám hiểm Antarctic này và dẫn New Zealand section và đến cái cuộc Transatlantic từ 1995-1998 này. Đại loại là ông ấy đi thám hiểm tiếp đúng không? Chúng ta không quan tâm. Chúng ta chỉ cần biết là ông phải là người đầu tiên đến South Pole hay không. Đọc ở đây này. Nào, cho thầy đáp án ở đây nào. Vào 1958, ông này tham gia vào một cái cuộc thám hiểm bằng cơ khí này.
tới South Pole. Rồi ạ. Thầy có lưu video lại nha em. Xem lại video trên fanpage IELTS thầy Alex của thầy nha mọi người. Lên follow fanpage nha. Chúng ta cố gắng ủng hộ fanpage của thầy nha mọi người. Thầy kiểm tra kiểu thông số mọi người, tận hơn 1.000 bạn vào xem fanpage của thầy mà lại không like. Kiểu rất là kiểu buồn cười ấy, đúng không? Trong khi thầy đã bảo là chúng ta xem livestream của thầy miễn phí hàng ngày và nó là cái động lực rất là lớn để thầy có thể hàng ngày chúng ta thầy lên livestream cho chúng ta, đúng không? Đó, thì chúng ta cố gắng ủng hộ thầy Alex cho mọi người nhá. Yeah. Ủng hộ thầy Alex nhá. Đã vào tận xem fanpage của thầy rồi mà không ấn like được nữa luôn ấy. Kiểu nó buồn cười ấy mọi người. Nó buồn cười thật luôn á. Đáp án câu 11 là gì nhỉ mọi người? Not given, đúng không? Nó có nói là ông này là người đầu tiên để tới South Pole bằng cái phương tiện này không? Không, đúng không? Nó chỉ bảo là năm 1998 này. Thì ông ấy tham gia vào một cuộc thám hiểm mechanized này tới South Pole thôi, đúng không? Cho thầy hẳn highlight, đúng không? Gì vậy trời, sao trêu tôi vậy trời nhá. Ok, nào, nốt câu số 12 rồi đi ăn cơm nhé mọi người nhá. Hillary Dets was attributed to an accident that occurred in Makandu, đúng không? Cái chết của Hillary này là do một cái accident, là một do cái vụ tai nạn xảy ra tại Makandu, đúng không? Ok, cùng xem ông này chết như nào nhé mọi người nhá. But year passed become the more concern. Không nói gì đến chết, đúng không? Nào, đoạn cuối nào. When to commander Scott okay, nói cái gì nữa? À đấy, Makandu này mọi người thấy chưa? Rồi, cùng nhìn cái đoạn này. Trong cái chuyến đi, he was reported to suffer a fall. À, thì đây. Trong cái chuyến đi tới Makandu vào năm 2007 này, ông này đã được ông này bị ngã, đúng không? Ông này đã được báo cáo là ông này đã bị ngã, đúng không? There was no comment on the nature illness and Lai did not seek treatment. He was hospitalized after returning again. Sadly died of... Đây rồi mọi người, đáp án đây rồi. Nào, đọc hai cái phần này thì cho thấy đáp án sẽ là gì nhỉ? Nào, hiểu lại cái mệnh đề nhé mọi người nhé. Câu số 12 nó bảo gì? Cái chết của ông này là do một cái vụ tai nạn ở Makandu, đúng không? Ở Makandu thì ông này có ngã, đúng không mọi người? Có ngã, đúng không ạ? Nhưng mà ông này ngã xong rồi có chết không mọi người? 2007 đúng không? Mà ông ấy chết ngày bao nhiêu? Chết 2008 cơ mà. Ông ấy chết do cái gì đấy? Ủa, alo, chết do cái gì đấy mọi người? Chết do heart attack đúng không? Vậy đáp án sẽ là gì? Ông này có phải chết do một vụ tai nạn không mọi người? False nha Ryan nha, quê nha Ryan, quê nha em. Đáp án là false nha các cháu nha. Đọc cho kỹ mà nha, yes. Vụ cái việc ngã với cái phô nó phải là ấy không? Không đúng không? Mà vấn đề là ông này chết do cái chuyến đi đến Makandu 2007, ông 2008 ông mới chết mà, đúng không? Đó. Ok guys, rồi mọi người cố gắng lên ủng hộ fanpage IELTS thầy Alex của thầy nhé mọi người. Thầy nhắc lại này, đó là cái nguồn động lực rất là lớn để hàng ngày thầy có thể lên livestream cho chúng ta, đúng không mọi người? Đó, chúng ta xem livestream của thầy hàng ngày, chúng ta học với thầy, chúng ta học IELTS với thầy, học miễn phí với thầy, đúng không? Thì kiểu bỏ ra một like để follow fanpage của thầy đâu mà mất gì đâu, đúng không mọi người? Nên follow fanpage của thầy nha mọi người nhá. Chia sẻ livestream nhé cả nhà. Yeah, ok không? Chia sẻ livestream, follow fanpage. Và ngày mai chúng ta sẽ quay lại kỹ năng writing nha mọi người nha. Thầy ơi, con tự học IELTS, thầy biết chỗ là chấm IELTS writing không em ơi? IELTS writing không có web nào chấm được đâu. Đó. Còn IELTS writing thì không có web nào chấm cả. Hôm qua thầy không live ạ. Ừ, hôm qua thầy bận. Hôm qua thầy bận một xíu việc, thầy không lên kịp. Đó. Ok, tất cả buổi giảng của thầy thì sẽ được quay lại và up lại trên fanpage IELTS thầy Alex. Nên chúng ta cố gắng lên nó ủng hộ thầy nha mọi người. Và ngày mai chúng ta sẽ học writing với nhau nha cả nhà. Writing nha. Đó. Ok. Ryan, yes. Ryan, nếu mà em cần em sẽ đăng ký học một cái khóa học writing với cả speaking với thầy nha em. Thầy có cái lớp đấy á. Đó. Ok, rồi. Bye bye mọi người. Take care and I'll see you guys tomorrow nha mọi người nhé. Ngày mai nha cả nhà. Bye bye cả nhà nha mọi người. Take care people and I'll see you guys tomorrow. Bye bye mọi người nha. Bye bye guys. Take care. Chào cả nhà nha mọi người.